Thưa sư, con xin hỏi nguyên nhân do đâu Mà có những người việc giữ giới với họ thì dễ dàng Nhưng có những người nghe nhắc đến chuyện giữ giới Giữ gìn năm giới của người cư sĩ tại gia với họ cũng khó giữ trọn vẹn à, Nó có hai cái nguyên nhân Thứ nhất, ấy, à, nó do cái phước Tức là khi mà chúng ta có đủ phước ấy thì cái điều kiện giữ giới của mình rất là dễ dàng Ví dụ như à, Sanh vào một cái gia đình giàu có Hoặc là mình à, Sống không có phải lệ thuộc vào ai Thì cái chuyện mình giữ cái giới Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm Không nói dối, không uống rượu Nó rất là dễ bởi vì Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giao tiếp với người khác Chỉ có người khác nhìn mặt mình mà họ cư xử cho khéo Chứ mình không cần Phải nhìn mặt người khác cư xử cho khéo Cho nên mình không cần phải lấy lòng ai Chỉ có người khác lấy lòng mình do đó mình không cần phải lừa lọc ai mình không cần phải tham tiền tài của ai mình không cần phải uống rượu để giao tiếp xã giao với ai chỉ có người ta cầu mình chứ mình không cầu người ta có nhiều người đó à, họ con nít thôi con nít thôi à, nó cứ nghĩ là cái trái táo là nó phải cái màu trắng mà trắng hơi vàng chứ nó không bao giờ nó tưởng tượng được là có cái trái táo mà màu đỏ hoặc màu xanh chỉ bởi vì đó từ xưa tới giờ khi mà nó ăn táo là người hầu có người hầu gọt vỏ cho nó rồi cho nên nó không cần biết tới mấy chuyện đó thậm chí trong kinh tạng có nói như ngài Anu Anuđu Thá ngài cứ nghĩ từ xưa tới giờ là cơm là nó xuất hiện ở trong cái mâm thôi chứ ngài không bao giờ ngài biết đến cái chuyện là phải cày cấy trồng trọt gì hết trơn ấy bởi vì xưa giờ thì tới giờ ăn thì gia nhân chỉ đem cái mâm cơm lên rồi mở cái nắp ra và ngài thấy đồ ăn xuất hiện ở trong đó. Cái vấn đề ở đây đó là khi mình có đủ phước ấy, thì cái chuyện giữ giới đối với mình nó rất là dễ dàng. Hả? Còn khi mình thiếu phước ấy, thì chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ quý vị thử mà đi về quê cái vùng quê nghèo mà quý vị nói là người nông dân À, làm ruộng thì à, đừng có giết sâu, được có giết sâu bọ nó phạm giới sắc xanh, à, đừng có đạo đức nó sẽ à, giết, xâm phạm đến, đến cái tánh mạng của chúng sanh khác. thì người ta sẽ đơn giản người ta hỏi quý vị đó, ủa rồi vậy sao tôi làm gì tôi ăn? họ không có sự lựa chọn bởi vì cái nghèo khó nó hạn chế khả năng của họ. rồi sư giả sử nha, quý vị là một người mẹ một người vợ mà bây giờ đó chồng ấy thì đi tù à, con thì nó đang bệnh mà nó thiếu tiền thiếu tiền chữa bệnh mà bệnh nó cũng gần chuẩn bị mổ tới nơi rồi à, mà mình phụ nữ người phụ nữ có một chút xíu nhan sắc thì nếu như mà có trai nó dụ nó chu cấp cho tiền mổ cho đứa con thì quý vị có ừ không suy nghĩ đi cho nên có đôi khi mình thiếu phước ấy thì mình rất ít sự lựa chọn do đó khi thiếu phước thì mình rất khó giữ giới đương nhiên cái quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở mình nha chứ sư không nói là trong một cái hoàn cảnh nào đó là mình được quyền phá giới sư không nói cái sự quyết định cuối cùng vẫn ở mình mình quyết định như thế nào giữ giới hay là mình không giữ giới đó là vẫn vẫn cứ là của mình nhưng mà khi mình thiếu phước thì rõ ràng là cái điều kiện và cái sự lựa chọn mình không có nhiều rồi đến khi mình trưởng thành mình kiếm một cái kế sinh nhai mình điều kiện cũng không có nhiều đấy cho nên đầu tiên nguyên nhân đầu tiên là do phước do đó muốn giữ giới cho dễ nên tích cực tạo phước tạo vì sao mà đức phật luôn luôn đề nghị là người phật tử là nên bố thí bố thí dẫn đầu trong tuần tự pháp lúc nào cũng nhắc tới bố thí đầu tiên hết rồi trong thập độ ba la mật thì bố thí cũng đứng đầu tại sao như vậy bởi vì đó cái bố thí đó nó giúp cho tâm của mình nó trở nên nhẹ nhẹ hơn nó mềm hơn à, nó giống như là một cái nồi ai nấu cơm rồi thì biết cái cơm mà nó dính ở đáy nồi đó nó rất là cứng không có ai điên khùng mà đi cố công mà nảy nó ra hết trơn người ta phải ngâm nước người ta chỉ cần ngâm, ngâm nước thôi và khi ngâm nước như vậy cơm nó nở ra và chùi rửa rất là dễ dàng cũng vậy tâm của chúng sanh ban đầu nó rất là khô khan nó rất là cứng kêu những chúng sanh đó giữ giới rất là khó mà những chúng sanh đó phải bắt đầu từ cái việc bố thí khi họ bố thí thì cái tâm của họ nó trở nên mềm mại thì sau đó cái việc giữ giới của họ sẽ dễ dàng hơn cái thứ hai là khi họ bố thí như vậy đó cái quả báo của việc bố thí nó cũng sẽ giúp cho họ giữ giới được dễ dàng hơn ha cho nên điều kiện đầu tiên là phải có phước nếu chưa có phước thì phải tạo phước cái nguyên nhân thứ hai là do thói quen xin nói thói quen thì nhiều người họ khó hiểu nhưng mà xin nói do sự luyện tập luyện tập một đời luyện tập nhiều đời khi mà mình luyện tập giữ giới thường xuyên ấy, thì chuyện giữ giới đối với với mình nó sẽ là chuyện rất là dễ dàng cái gì tin đi cái gì cũng vậy thôi làm nhiều nó quen việc giữ giới cũng vậy quý vị giữ giới nhiều nó sẽ quen tay nó sẽ quen tánh à, quý vị cứ liên tục quý vị giữ giới thì đến một lúc nào đó giới nó sẽ giữ mình nhớ giùm mình giữ giới thường xuyên thì đến một lúc nào đó giới nó sẽ giữ mình. Đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy tự mình mở miệng nói dối nó rất là khó. Đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy là mình uống rượu nó rất là khó. Nó giống như là nó từ chối từ trong bản năng vậy. Do mình rèn luyện ấy, thì đời này mình rèn luyện thì nó sẽ trở thành cái nghiệp. nha Và cái nghiệp đó nó sẽ gieo cái duyên để cho đời sau kiếp khác. Mình cứ sẵn cái trớn đó đó rồi mình cứ đi tới đi tới đi tới và cái việc giữ giới của mình càng lúc càng dễ dàng tại sao mà bồ tát ngài dễ dàng vì cái việc giữ giới mà ngài sẵn sàng ngài bỏ cái tánh mạng như vậy tại sao bởi vì đó ngài đã thực hành cái chuyện đó nó nhiều lần rồi và nó trở thành thói quen lần đầu tiên mà ngài vì chuyện giữ giới mà ngài thà mất vợ ngài thà mất con ngài thà mất danh lợi ngài thả mất quyền lực nó rất là khó. Nhưng mà khi mà ngài làm được một lần rồi đó thì ngài sẽ làm được nhiều lần nữa. Cho nên ở những cái kiếp sau quý vị đọc ở trong kinh tạng quý vị sẽ thấy là uh, Đức Phật vì cái chuyện giữ giới ngài sẵn sàng ngài bỏ tất cả mọi thứ, nó rất là dễ dàng. Rồi đến khi ngài quyết định ngài vì giữ giới ngài bỏ, ngài hy sinh luôn cả tánh mạng, ban đầu nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà ngài chỉ cần ngài làm được một lần thôi thì những cái kiếp sau đó À, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng bởi vì mình làm rồi thì bây giờ lại lặp lại những cái thói quen đó thôi. Thành ra quý vị sẽ thấy trong kinh tạng Đức Phật sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình rất là dễ bởi vì sao? Bởi vì ngài thực hành thường xuyên. Cho nên có hai lý do ha. Đầu tiên là do phước. Nếu như không có phước, thực hành khó khăn thì tạo thêm phước, sự giữ giới nó sẽ dễ dàng hơn cái thứ hai là do mình rèn luyện mình rèn luyện càng thường xuyên thì cái chuyện giữ giới của mình càng dễ dàng